Đấy thế thì bây giờ mình có nên theo một tôn giáo nào đấy không anh? Uh, có một tác giả Mỹ nổi tiếng viết về tôn giáo thế kỷ 20 của Mỹ là David Foster Wallace. Uh, có viết như thế này là there is no such thing as not worshiping. Everybody worships. The only choice we get is what to worship. Uh, thì ý là trên đời này thì không có chuyện mọi người không thờ cúng, chỉ vấn đề là mọi người thờ cúng cái gì. Đó là một cái nhu cầu tâm lý có thể là mọi người không thờ cúng theo một cái tôn giáo nhất định không phải thờ cúng thần phật nhưng có thể đó là thờ cúng một cái giá trị ví dụ như là liberal values hay là tiền bạc quyền lực hay là lý tưởng gì đó thì cái thờ cúng nó vừa là một cái biểu hiện vừa là một cái cách reinforce cái đức tin của mỗi người xét cho cùng thì việc chúng ta vào chùa thắp một nén hương thì cũng không khác mấy việc là mỗi khi chúng ta viết một cái đơn từ thì chúng ta hãy bắt đầu bằng cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam độc lập tự do hạnh phúc cả hai cái việc này thì đều là để nhắc nhở một cái đức tin khi mà vào chùa thắp hương thì nhắc nhở đức tin với đức phật với cái giáo lý của nhà phật còn khi mà chúng ta lập lại cái tiêu ngữ độc lập tự do hạnh phúc thì chúng ta tự nhắc nhở chúng ta cái đức tin về việc phải cùng nhau xây dựng đất nước giàu mạnh thì ở đây thì mình nghĩ là thờ cúng thực sự nó chỉ là một cái biểu hiện thôi ờ nhưng mà nói như thế thì những cái giáo lý dân dạy thờ cúng hay là học thuyết chính trị thì điểm chung đều là có một cái cộng đồng người chia sẻ với nhau một cái belief system hay là hệ thống các cái niềm tin Thế thì belief system loại like nào thì sẽ được coi là tôn giáo? À, ví dụ em có thể gọi chủ nghĩa xã hội là một tôn giáo hay là không? Theo một nghĩa nào đó thì tôn giáo hay chủ nghĩa xã hội nó rất là gần nhau nó Đều có một đức tin nó đều có một hệ giá trị đều có những cái quy tắc thậm chí đều có những cái nghi lễ xoay quanh cái đức tin đó, cái niềm tin đó chỉ có điều chủ nghĩa xã hội thì đó là một cái quy tắc xã hội. Tức là cái đức tin của chủ nghĩa xã hội được xoay quanh cái đấu tranh giao cấp, cái mô hình phân phối tài sản trong xã hội. Còn ví dụ như thiên chúa giáo thì cái đức tin được xoay quanh hình tượng nhân vật là đức chúa trời hay là khổng giáo thì xoay quanh cái hình tượng là thiên mệnh. Khi mà chúng ta nhìn rộng ra chúng ta sẽ thấy những cái sự tương đồng một cách đáng kinh ngạc giữa chính trị, tôn giáo và thậm chí là cả các niềm tin và kinh tế. Thế thì khoa học có phải là một tôn giáo hay không? có thể coi là chúng tôi ở đây phải coi là theo một cái nghĩa rất là rộng bởi vì nó đều là những cái như em nói lúc nãy là nó cùng là một cái biểu hiện về niềm tin của một cộng đồng người thứ rất là nhà khoa học hay là tôn giáo ấy thì đều là những người kể chuyện tức là có một cái hiện tượng những người theo tôn giáo thì họ sẽ giải thích cái hiện tượng đấy bằng niềm tin tôn giáo ví dụ như là con người được sinh ra thì họ sẽ giải thích đấy là do chúa trời sinh ra còn các nhà khoa học thì họ cũng đi giải thích cái hiện tượng đấy cũng chính là cái hiện tượng ấy thôi nhưng mà họ sẽ sử dụng những cái bằng chứng họ sẽ sử dụng các mô hình các thuật toán các dữ liệu để họ giải thích cái hiện tượng đấy tức là khoa học thì khi so sánh với tôn giáo ta sẽ thấy nó là hai cái belief system khác nhau mặc dù cùng có mục đích là trả lời những câu hỏi lớn như là chúng ta đến từ đâu chúng ta đang đi đâu chúng ta nên sống như thế nào thế thì um, tôn giáo tin vào câu chuyện tôn giáo và dùng nó để giải thích thế giới còn khoa học thì tin vào scientific method là phương pháp nghiên cứu khoa học gồm những cái bước cụ thể như là từ đi từ quan sát này đến đúc kết ra giả thuyết từ giả thuyết thì sẽ đưa ra dự đoán và làm thí nghiệm để kiểm chứng xem cái dự đoán đấy nó có đúng hay không và cứ làm thí nghiệm liên tục như thế với cái niềm tin là mỗi lần chúng ta sẽ bớt sai đi một chút và tiến gần tới sự thật hơn một chút à, khi những cái giả thuyết và dự đoán nó được chứng minh đã được thử lửa và đã được rèn rũa thì lúc ấy nó mới trở thành các cái lý thuyết khoa học mà người ta dựa vào đó để xây dựng những cái, những cái kiến thức tiếp theo.